Xin chào tất cả các bác, chào tất cả các anh em. Thường lệ hôm nay em lại có một cái máy điện 220, toàn bộ đây là điện 220 hết nha các bác nhé. Tất cả các cái mặt hàng mà 100.000 trở lên là em bao cước phí vận chuyển nha các bác nhé. Đây là clip thứ 18 của em. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0326 106 122. Có những cái máy nào nặng thì các bác chuyển khoản cọc cho em qua số tài khoản là 2903 2051 94121, ngân hàng Agribank, thị xã Duy Tiên. Chủ tài khoản là em là Nguyễn Thanh Sơn. Bác nào xem kênh lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo. Mỗi khi em lên video thì nó sẽ báo chuông đến điện thoại của các bác. Xem mua gì thì liên hệ trực tiếp với em. Đây em thanh lý cái con quạt này, em để lâu lắm rồi, không còn nhớ là sống hay chết nữa cơ mà em cũng không có thử đâu. Đây, bây giờ nó cắt sấn này em không có thử. Quạt này là quạt hơi nước các bác nhé. Đang còn rất bon, coi như em bán chết đi. Mã số 0 nha các bác nhé, 330k còn nguyên này, hình như chắc là thiếu tụ. Quạt này là quạt hơi nước, để em đọc thông số cho các bác này, xem hợp thì các bác lấy về mà thay này. Model là IIHS 200, AC là 220V, 150W, công suất cũng khủng đấy. Còn nguyên, các bác nào lấy thì em gửi để nguyên như này em gửi cho các bác. Đóng thùng cũng hơi mệt đấy. Bao cước phí vận chuyển. Một cái thùng to là họ tính mét khối chứ họ không tính cân nữa các bác ạ. Đơn vị vận chuyển họ tính mét khối, họ lợi hơn. 330k các bác nhé. Mã số 0 đã bao gồm cước phí vận chuyển. Mã số 1 là một con máy câu của Nhật này. Máy này là máy 1.000 nha các bác nhé. Máy 1.000. Mã số 1 170k bao cước phí vận chuyển. Trơn tru hoàn hảo. Mã số 2 này em có cái cuốc này, hợp với bác nào thì dùng nha. Nó vào khoảng 30 phân. Hai mươi chín phân thôi, và cái bản này là 7,5 phân các bác nhé, 7/3. Hợp với bác nào thì dùng nhá, 80k, không bao cước phí vận chuyển. Các bác lấy cùng với một cái máy hay là dây điện dây đồng gì thì các em sẽ bao, cứ hơn 100 là em bao. Mã số 2 Mã số 3 là một cái kìm nước mỏ lết răng đấy. Xin lỗi các bác, em nghe điện một tí. Alo. Đúng rồi. Ồ, lâu lắm rồi, bây giờ đấy là từ năm ngoái rồi. Clip bây giờ là clip thứ 17, cũng không còn máy nào đâu. Thì tối nay xem clip 18 này. 18 clip tối nay này. Ồ, đúng rồi. Đúng rồi.
cái gì cũng có. Kênh Ngõ YouTube máy khoan pin Nhật bãi Quốc Bảo. Bãi Quốc Bảo. Đúng rồi. Không bao nhiêu điện zin 220. Không 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 nha. Yeah. Đúng rồi. Ok nha. Đang sửa việc. Máy khoan pin Nhật bãi Quốc Bảo. Đúng rồi. Ghi vào. Rồi. Ok nha. Rồi. Đang giải việc tí nha. Clip 18. Ôi xã hội, khách hàng là điện đấy nhưng mà em không có hàng. Con mỏ lết răng. Đây các bác nhìn răng này. Nói là còn tương đối đẹp, không dám nói là rất đẹp nhưng mà chưa sứt mẻ gì. Của hãng Hit nhé, cái này là dài 60 nhé. Đây 600 mm Japan đây. Đó, ra bàn đây. Em để cho các bác mã số 3 này là 450k nhé. 450k. Bao công phí vận chuyển. Con này nó khá nặng. Nó vào khoảng 4 cân đấy các bác. Các bác mang đi làm thì cũng cần phải thanh niên tay phải cứng một tí. Em có một cái rìu này rất là độc đáo này. Bác nhìn thấy cái lớp thép không? Hai lớp thép. Đây. Lớp thép này nó thành viền ở đây luôn. Đó. Hai lớp thép, hai màu khác nhau. Lưỡi đẹp luôn. Nguyên bản nha, em không có chỉnh sửa đâu, em đã mang chặt cây thử rồi. Em rất ưng cái này, lưỡi nó rất to này. Lưỡi nó hẳn 11 phân rưỡi. Lưỡi là 11 phân rưỡi các bác nhé. Đây này, 11 phân rưỡi này. Chiều này là 16 phân rưỡi. Tổng thể cán là dài 73 phân. Quá đẹp, vừa tầm tay. Mà cán này cũng của Nhật luôn nhé. Cán của Nhật luôn nha các bác nhé. Không biết bằng gỗ gì nhưng mà rất là dẻo. Đúng cán rìu đấy. Số 4 này 430k nhé. Bác nào mua đi rừng tuyệt vời luôn. 430k bao cước phí vận chuyển. Quá ghê gớm. Thạch xanh đấy. Số 5 này, số 5 mà em thanh lý con này này. Con này là con mài khuôn nha các bác nhé. Thanh lý nên là em cũng không có phích cắm đâu nhé. Cắm bằng dây này thôi. Đây công tắc đây. Nó rít cái gì ở trong ấy, nó rất là nặng này. Đó, em tắt đi là nó dừng lại ngay ấy. Nó bị kẹt gì trong ấy. Có điều tốc nhá, điều tốc vẫn sống nhá các bác nhá. Đây. Cắm bằng dây điện nên là nó không được chạy.
ok rồi. Công tắc vẫn còn nhá, điều tốc vẫn còn sống này. Máy thì tình trạng là nó chặt, nó rít rít. Đó, em tắt đi cái là nó dừng lại ngay. Đúng nha, theo đà nó phải quay một lúc nữa. Hiệu là Osuka nhá. Em thanh lý cho các bác 150k. Bao cước phí vận chuyển. Đây tình trạng là nó không có cái nắp than này đâu nhé. Em lấy cái lắp nhựa em lắp vào đấy. Nó không có lắp than bởi vì cái lắp than này nó quá bé. Thanh lý 150k. Số 6. Số 6 là một con máy mài. Hiệu gì mà lại HCC này em không hiểu. Cái đầu này các bác muốn sạch thì về vệ sinh thêm nhé. Đây. Đó. Em chỉ vệ sinh được đến đấy thôi. Các bác về vệ sinh thêm. Số 6. 300k bao cước phí vận chuyển. Số 7 là con này là con mài FEG nhá, nhưng cái lắp này của nó là lắp của con mài bot. Hai cái dòng máy này nó như nhau, kể cả ruột gan ở trong và ở ngoài như nhau, chỉ khác màu thôi. Nên là cái lắp này nó lắp ở đây nó không khác gì. Cái lắp của con này là màu đen cơ, nhưng mà lắp cái lắp của con bot này vào là nó màu xanh. Lắp màu đen của nó bị thủng rồi. Đây các bác nào thích lắp màu đen thì đây nó bị thủng cái lỗ đây. Họ quét ra họ lắp cái công tắc vào. Đây này. Nó không khác gì nhau. Mỗi cái nó màu đen thôi. Đó. Đây là lắp vào nó rất là vừa zin gì luôn. Số 7 320k bao cước phí vận chuyển. Vì nó có cái lỗ đây này em bỏ ra. Số 8. Toàn bộ đây là băng dính nhé, các bác về lột nó ra. Số 8 320k bao cước phí vận chuyển.
Con này là con mài bót nhé, Malaysia 670W. Số 9 là một con mài không tem, mất hết tem rồi mà nó mất cả luôn cả cái hãm lưỡi này này. Đấy, bác nào dùng được cái loại máy này chẳng lấy nhá. Thường thì mất cái này là em phải chọc cái tô vít vào. Em thanh lý con số 9 này 230k. Cái công tắc này các bác lấy con máy này lưu ý nhá, ấn vào đây chứ đừng ấn vào cái mỏm này. Tất cả các công tắc các bác phải ấn vào đây. Ấn miết vào. Bác ấn trên này không là nó không chạy đâu. Đây, em ấn cho các bác xem là đấy. Nó vào đấy nhưng mà nó có chạy đâu. Các bác phải ấn miết ở đây này. Nhiều khi máy ship đến nhà các bác rồi các bác không biết bật xong là cứ bảo máy của em hỏng. Tại hoàn về nhưng mà nó có làm sao đâu. Các bác phải ấn tay vào dưới này này. Ấn vào dưới này và miết nó lên. Số 9 230k bao cước phí vận chuyển. Số 10 là em có một con này của dẹp Mali nhá. Không biết là các bác có nhìn rõ không. Đây, giặc Mani đây. Giặc Mani này. Đây một chữ giặc Mani này. Đó. Giặc Mani. Con này nếu mà nó mà có cái nấc khoan tường thì tuyệt vời, nhưng mà nó không có nấc khoan tường. Có điều tốc, có đảo chiều các bác nhé. Đầu kẹp 13 ly. Đầu kẹp 13 ly các bác nhé. Con này cầm đầm tay. Nặng lên nha các bác nhé. Khuyến cáo các bác trên 70 thì không nên mua con này. Có điều tốc, có đảo chiều. Con này là 650W. Số 10 530k bao cước phí vận chuyển. Con này là to đấy nhá các bác nhá, không phải bé đâu, con to đấy, rất đầm tay. Số 11 này, đầu kẹp 10 ly, có điều tốc, có đảo chiều. Cái đầu này nó do nó quăng quật nên nó hơi bẹp bẹp cái vỏ này nhé các bác nhé. Đây là cái vỏ nó hơi bẹp, có ai nhìn rõ không ạ? Đây là nó vẫn trơn tru hoàn hảo đó. Đấy, có điều tốc, có đảo chiều. Đầu kẹp 10 ly, số 11, 270k bao cước phí vận chuyển. Số
số 12. Và một con khoan bót 280k. Đầu kẹp 10 ly, có điều tốc, có đảo chiều. Đây là cái mắt nhựa này nó hơi vỡ mất một tí này. Đây này các bạn nhé. Số 12 280k. Bao cước phí vận chuyển. Số 13. Số 13 là một con khoan vít. Con này khoan vít nhá. Ấn vào rồi nó mới quay nhá. Đây. Để không như này nó không quay đâu. Đó. Ấn vào là nó quay. Chiều đây. Đây là mình chỉ cắm đầu tua vít vào thôi. Đó. Số 13 320k. Bao cước phí vận chuyển. Con này bán tôn thì tuyệt vời luôn các bạn. Số 14 là một con khoan bê tông 2 chức năng. Các bác lưu ý nhé, con này có 2 chức năng thôi. Một là khoan bê tông và hai là khoan gỗ thôi. Không có chức năng đục bê tông. Đây là khoan gỗ này. Đây là khoan bê tông này. Số 14 400k bao cước phí vận chuyển. Số 15 là một con khoan bê tông 2-26. Có cả tem kiểm định ở đây này. Một tem nhập khẩu, một tem kiểm định. Trục bê tông này. Đây, khoan bê tông này. Khoan gỗ này. Có điều tốc, có đảo chiều này. Điều tốc đây. Đảo chiều đây. Đây các bác nhá, đảo chiều là cái đuôi này nhá. Đây. Bác gạt dứt khoát này. Đó. Gạt dứt khoát vào. Không gạt dứt khoát là nó mua ve. Mua ve đánh lửa nó nhanh hỏng. Số 16 là một con khoan đục 2 chức năng.
một chức năng khoan bê tông và một chức năng đục bê tông. Đục bê tông đây. Khoan bê tông đây. Con này rất liền lạc nhưng mà cái màu nó hơi xỉn thôi. Em không đánh. Số 16 để rẻ cho các bác 550k. Bình thường con này không có 550.000 đâu. Số 16 550k bao cước phí vận chuyển. Toàn bộ điện 220 hết các bác nhé. Số 17. Rồi em thanh lý một con nhám tăng của Makita. Con này rô rất đẹp này. Nhưng mà cũng cái bi này là hơi kêu này. Bi này này. Hơi kêu. À. Đầy đủ liên lạc nhé, không thiếu gì. Đó, này hoạt động ok. Còn đẹp luôn. Đây, tem đây. Các bác nhìn xem. 9921. Made in đây, Japan đây. Ui, mở hết cả tay. Em đo xem nó sử dụng nhám bao nhiêu nhá. Sử dụng nhám là 8 phân các bác nhé. Sử dụng nhám 8 phân Makita xịn sò. Số 17 này, thanh lý 550k. Rô đẹp nhưng mà bi hơi kêu. Bi là bi ở cái này này. Các bác về vệ sinh cái bi này này. Số 18. Đây là một con cưa nhưng mà cắm điện là không vào. Đầy đủ. Đấy, cắm điện không vào. Cưa xích nha các bác nha. Điện 220. Cưa xích điện 220 nhá. Đầy đủ liền lạc, không thiếu gì cả lam xích. Em bán cái giá này thanh lý cho các bác bằng bộ lam xích thôi. Xích thì chả biết dùng được nữa hay không, các bác về không dùng được cái rũa nó đi. Đầy đủ liền lạc. Số 18. Em thanh lý 270k. Đây là em bán xác nha các bác nhá. Em ghi rõ rồi đấy, bán xác thôi. Bởi vì nó không sống nên em bán xác. Cái lam này là dài là nguyên cái chỗ sử dụng là 40 nhá. Em đo rồi. Nguyên chỗ sử dụng là 40 này. Đây, đầu lam vẫn đẹp. Bơm dầu bơm mỡ vẫn còn. Lắp dầu vẫn còn. Đầy đủ đồ không thiếu gì. 270k bao cước phí vận chuyển. Số 19 là một con cắt gạch còn nguyên cả dây nước đây, dây điện và dây nước rất dài. Dây điện này chắc khoảng chừng bốn năm mét gì đó. Để xem là nó được bao nhiêu, khoảng bao nhiêu mét nào.
Dây này cũng chừng 4 mét các bác nhé. Cả dây nước luôn này. Máy đang hoạt động ok. Đang còn cả hai lưỡi này. Cái này là nó em đã kiểm tra rồi nhé. Nó không phải là nó rung lắc đâu, mà người ta làm cho như này để mình cắt, để mình di chuyển lên cao xuống thấp đấy. Cái tay này mình có thể di chuyển này, cái này nó cũng di chuyển theo này. Đây này, có con ốc này. Đó, con ốc nó có cái lò xo đó này là. Còn cái này thì các bác muốn mở là đây nhá. Đây này, nhắc cái này này. Các bác có nhìn thấy không? Đây này, cái cá ở đây này. Đó, là các bác quay lên. Tháo lắp lưỡi. Đó. Khóa lại, đây là muốn cắt trong góc thì mình khóa lại. Đó. Khóa nó lại như này là nó cái này nó làm im này. Còn bác mở ra. Mở ra nó sập xuống. Đó. Rồi, lại khóa lại. Nó có cả cái đồ túi hút bụi đây này, nhưng mà đang có lắp đậy đây này. Thì nếu như mà cắt nước thì thôi. Đấy, ra đây nó có hai đường nước này. Hai đường nước. Cho hai lưỡi. Hai đường nước là cho hai lưỡi này. Bác làm điện nước thì bác cắt tùy theo to nhỏ là các bác di chuyển cái lòng đen ở đây nhá. Trong nó rất nhiều cái lòng đen này. Đó. Nó nhiều cái lòng đen chứ không phải là một cái đâu nhá. Bác di chuyển cần to nhỏ này 5 ly một phát, 5 ly một phát. Con này là 2000W. Khởi động mềm nhé, có khởi động mềm, khởi động mềm như là bật lên nó không quay nhanh ngay á, không, các bác đùn lên đây nó có cái này này, lái ra thẳng luôn này. Số 19 này 750k các bác nhé. 750k. Điện 220. Mã 19 750k bao cước phí vận chuyển. Dây dài 4 mét. Số 20. Là một con đục có cả tay nắm đầy đủ, Makita nhá, 0810, Makita 0810, HM 0810 này, Makita xịn sò đấy. Số 20 này 900k các bác nhá. Makita xịn sò. Số 20 900k bao cước phí vận chuyển.
số 21 là một cái kéo cộng lực. Kéo này là của hãng Hit nhé, hãng Hit, dài là 900 mm, 90 phân đấy. Dài 90 phân, mồm còn đẹp. Em cắt sắt 8 cho các bác nhìn nha. Đây này, em cắt đang ở ngoài đấy. Đơn giản. Nhật xịn sò các bác nhá. Những cái này của nó còn đang rất êm này, rất khít này. Đây. Mở ra mở vào này nó rất là zip. Nên là nó chưa bị dơ. Số 21 750k. Của hãng Hit, dài 90 phân, 750k các bác nhé. Zim từ con ốc này. Răng lợi mồm miệng đẹp. Hãng Hit, dài 90 phân, 750k. Bao cước phí vận chuyển. Số 22 là em còn một con máy cắt cỏ thanh lý lốt cho các bác. Con này là con em để lại, định để nhà dùng nhưng mà cuối cùng rồi cũng chẳng dùng. Còn thuê người thì người ta lại có máy. Cái này là có trợ lực giật nhé. Các bác về chỉ đổ xăng vào thôi là nổ thôi. Có giật rất nhẹ. Cái này rất thích hợp cho phụ nữ. Trợ lực giật có nghĩa là bác nhả ra thì nó mới nổ, chứ không phải lúc mình giật mà nó nổ. Đó. Nó rất nhẹ, giật rất nhẹ. Số 22 em thanh lý 1,3 triệu. Đủ đồ nhá, có cả lưỡi cắt, cả dây đeo, đầy đủ. Các bác về đổ xăng vào là chạy thôi. Đây này, các bác nhìn cái bô của nó trắng tinh luôn. Cho các bác xem cái bô này. Đó, bô trắng phau. Hai bốn cc các bác nhé. Mã 22 1,3 triệu, bao luôn cước phí vận chuyển. Số 23 là em vẫn còn rất nhiều dây ống cứu hỏa nhá. Mới 100% nhá. Chưa qua sử dụng đâu. Mới tinh. Và có hai đầu có khớp nối vào nhau được nhá. Các bác cần 3 4 dây nối vào nhau được hết. Cấp nối nhanh, có giòn cao su này, rất kín. Rồi, dây cứu hỏa là các bác biết rồi. Cái này nó chưa sử dụng là lý do là chỉ hết niên hạn là thay ra thôi. Là buộc phải thay ra thôi. Ví dụ 3 năm thay một lần là phải thay thôi, chưa dùng phải thay. Bởi vì đồ cứu hỏa nó cần an toàn. Mới tinh. Đây các bác nhìn này. Dây dài 20m nhé. Một cuộn này 20m. Đường kính là phi 50 này. Phi 50. 550k một cuộn các bác nhé. 550k một cuộn. Không phải hai mấy nghìn một mét đấy.
mà dùng cực kỳ sướng các bác. Các bác có vườn cây ao cá thì đi bơm đi tát tuyệt vời luôn. Dây điện em vẫn còn nha các bác nhé. Dây điện em còn rất nhiều. Dây đẹp. Dây mà em đấu máy cho các bác ấy, các bác dùng rồi các bác biết. Nó là dây mới đấy, nhưng mà nó rất mềm này, rất nhún chứ không phải là cứng đâu, dây nhún lắm. Đây này, em có xé này này. À, cao su. Nó rất là dẻo chứ không phải là bột đá đâu. Dây đồng 100%. Lõi này 1 ly này. Lõi này 1 ly. Và tổng cái dây này là 7 ly. Rất dai, có cả dây dù. Em bán là 28.000 một sợi. Dài 2 mét như thế này. Phích cắm đúc. 28.000 một sợi. Dài 2 mét. Còn 40.000 một sợi dài 3 mét. 40.000 một sợi dài 3 mét. Các bác thích lấy loại nào thì lấy. Em rất sẵn, rất nhiều. Gọi là cũng bán thêm vào cho nó cùng cái cước vận chuyển thôi. Các bác lấy máy thì lấy thêm dây thôi, chứ còn bởi vì dây đằng nào em cũng lấy về để em đấu máy mà. Đấu máy cho các bác là toàn bộ bằng dây này hết đấy. Rất an toàn mà rất là bền. Các bác đi mua một cái dây 2 mét dây ở ngoài nó cũng khoảng tầm đâu đó mười mấy nghìn rồi, cộng với phích cắm nữa. Mà làm sao được dây tròn như này. Dây này là dây mới tinh. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Bác nào mua hàng gì thì liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của em ở đây. Toàn bộ thông tin của em trên tấm biển này. Các bác chụp màn hình ạ. Cảm ơn tất cả các bác.